Chào mừng các bạn quay trở lại với Solo Channel nhé. Và trong video ngày hôm nay thì mình đã ra ngoài và mình sẽ test cái con Flyga Mini 3 Pro, test cả khả năng bay cao và bay xa như thế nào các bạn nhé. Đây là một chiếc Flyga mình cũng đã làm rất nhiều những video liên quan hỗ trợ kỹ thuật rồi, là cũng như là những video test camera, test tính năng. Thì video này là cái video test khả năng bay xa. Như bạn thấy thì ở đây thì khu vực nông thôn ở quê của mình thì sóng GPS rất là khỏe luôn, 32 điểm. Đó, và hiện tại thì môi trường mình đang bay ở đây thì cũng có gió nhẹ nhẹ một chút thôi. Hiện tại thì chưa thấy gió. Mình lên độ cao 44m và bây giờ thì đẩy đi cũng được tầm hơn 300m rồi. Đó, cảnh ở quê thì nông thôn thì toàn đồng ruộng thẳng tắp như này thôi các bạn. Nhìn rất là trong lành và yên bình. Khi mà chúng ta bay Flyga ở những khu vực trống trải và ít những thiết bị nhiễu sóng, ít những thiết bị cột sóng viễn thông hay là những cái tòa nhà cao tầng thì sóng truyền sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất. Sóng của cái con Mini 3 Pro là thế hệ Okusin 3.0, giống như là con E2S đó các bạn. Có nghĩa rằng là cái phạm vi mà hãng đưa ra ở môi trường tốt nhất thì có thể bay được tầm khoảng 15 cây, trên dưới 15 cây. Tuy nhiên đấy cũng chỉ là lý thuyết thôi. Và thực tế thì mình thấy thì cũng chưa có ai test bay con này được 10 cây cả. Đó, thành ra là nói chung thì chúng ta bay tầm khoảng nếu mà bay bạo lực, bay test cho nó khám phá cái tò mò cái khả năng bay xa của Flyga thì rất ít người là thực hiện. Tại vì tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy hiểm và những rủi ro khi mà bay xa. Thông thường là nếu như các bạn muốn test bay xa Flyga thì chúng ta chỉ có về những khu vực như thế này thôi thì mới đảm bảo là bay xa được, và nó không tránh đi được những cái khu vực như là cấm bay, những khu vực mà nhạy cảm như là sân bay hay là gần sân bay hay là những khu vực quân sự quốc phòng thì các bạn có thể tránh được thì chúng ta có thể là bay xa được. Hiện tại là hơn 1.000m rồi, nói chung là quá là bình thường so với Mini 3 Pro đúng không các bạn? Và sóng hình ảnh thì vẫn rất là mượt mà, không rung, không lắc gì hết. Không rung, không giật, không gì hết. Độ cao là 120m. Ở cái độ cao 120m thì các bạn sẽ thấy là có một cái dòng thông báo rất là quen thuộc đối với những dòng Flyga của DJI, đó là cái trần bay đã tặng nó chạm tới cái mức đó là khu vực bay của những cái thiết bị bay khác rồi, những cái thiết bị, những cái loại máy bay thương mại, máy bay lớn thì ở cái độ cao 120m này nó sẽ cảnh báo. Mét rồi các bạn nhé, mình đã đẩy đi xa được 2.000m. Nói chung thì mọi thứ vẫn rất là bình thường, vẫn rất là tốt. Đây là đồng ruộng và cây cối các bạn. Ở đây thì ở khu vực này thì trồng mì và trồng mía là nhiều các bạn ạ. Các bạn thấy những cái cây đó là những cái cây nông nghiệp, công nghiệp. Vận tốc bay là 37 km/h, bay ở chế độ bay bình thường normal. Nếu mà môi trường mà không có gió lớn thì các bạn cứ để chế độ normal thôi là bay được rồi. Và ví dụ như là bay mà chúng có gió mà các bạn cần phải bay về khi mà mức biên dưới 50% thì chúng ta mới chuyển về chế độ S để chúng ta bay cho nó nhanh thôi. Bay chế độ S thì cái cảm biến vật cản nó sẽ không hoạt động các bạn nhé, chúng ta lưu ý là như vậy. Trong khi bay thì các bạn có thể là nhấn vào cái góc trái giữa cái bản đồ lên để các bạn có thể theo dõi được cái hướng bay so với điểm xuất phát nó có thẳng hàng hay không.
nó có đúng như là cái hướng mà các bạn muốn bay hay không. Mình đang quay là 4K 60 frame các bạn nhé, chất lượng quay cao nhất của Mini 3 Pro. Cũng được hơn 3.000 mét rồi đó các bạn. Ở đây thì mình bay rất là an tâm bởi vì là nó không hề có những cái khu vực nhạy cảm, khu vực mà ảnh hưởng tới cái flycam cam của mình. Bốn nghìn mét mình đẩy độ cao lên là tới hơn 200 mét rồi, nữa sẽ lên độ cao maximum thử xem sao. Ok, hơn 4.000 mét và sóng vẫn rất là tốt, hình ảnh thì vẫn không giật, không bị rung gì hết. Mức pin thì còn hơn 60% một chút thôi các bạn. Đó, các bạn hình dung là bay khoảng tầm 4.500 mét thì mức pin tiêu tốn khoảng tầm 40%. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy là được là không thể nào mà chúng ta bay được 10 km mà vừa đi vừa về được, đúng không bạn? Chúng ta chỉ có thể là bay một chiều thôi, ví dụ như 10 km thì có thể là bay đến nơi và hạ cánh tại đó thôi, chứ không thể bay đủ pin để bay về được. Đấy, thành ra là đây ví dụ như mình bay được 50%, khi nào chúng ta bay được khoảng 50% thì chúng ta có thể là biết được cái khả năng bay của nó. Ở đây đã đạt gần 5.000 mét rồi. Mình nghĩ là hơn 5.000 mét là đạt yêu cầu rồi các bạn. Vì là 5.000 mét thì rất là thoải mái để cho chúng ta có thể bay trong công việc rồi, khảo sát địa điểm, công trình các thứ thì chúng ta cũng chỉ cần ít cự ly như vậy thôi. Đó, thành ra là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ quay về, quay đầu lại. Đó, thì hôm nay mình test phạm vi bay là 5.000 mét. Tại vì mình nghĩ là mức pin còn lại thì nếu mà đẩy đi tiếp mà nó gặp gió nữa thì có thể nó không đủ pin để về, thành ra sẽ quay lại. Đó, chúng ta bật bản đồ lên và chúng ta thấy là có cái điểm H kìa, điểm xuất phát của mình. Mũi tên là vị trí của máy bay và bây giờ thì cứ thẳng đường mà đẩy về thôi các bạn. Đó, sóng vẫn rất là tốt các bạn nhé. Trong quá trình bay của mình thì không hề bị nhiễu sóng, không hề bị mất kết nối một chút nào hết. Đó, chưa phải cái tính năng return to home chưa phải kích hoạt lần nào hết. Vậy là 5.000 mét đối với Mini 3 Pro ở cái vùng quê như vậy là bình thường các bạn nhé, là bay được, bay tốt. Chúng ta có thể đẩy đi xa hơn nữa, nhưng mà khi trở về nó sẽ bay, có thể bay ngược gió và nó sẽ tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn. Thành ra là chúng ta phải tính toán. Cảnh rất là đẹp các bạn ha. Ok, vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình đã test bay flycam DJI Mini 3 Pro
và flycam mới nhất của DJI. Phạm vi bay của nó với công nghệ truyền sóng mới nhất của DJI đó là Octoshin 3.0, bay 5.000m, không hề bị mất kết nối lần nào hết. Hình ảnh thì truyền về vẫn rất ổn định và mượt, không bị giật. Ok, bây giờ mình cũng đã về tới nơi rồi. Và sắp hạ cánh thì pin còn khoảng tầm 19%. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.